Xin chào các bạn, sau đây xin hướng dẫn các bạn phố rách số 13. Phố rách này của chúng ta gồm có 7 tác. Tác số 1 thì chúng ta có thể nhìn thấy cái câu hỏi tiếng Anh ở phía bên dưới của cửa sổ, còn bên trái của cửa sổ là tiếng Việt. Các bạn có thể tiện theo dõi với ngôn ngữ mình ưa dùng. Thì task số 1 người ta yêu cầu chúng ta là đặt thiết lập cái căn chỉnh của bức tranh trên trang 1 tới vị trí trên giữa so với lề. Thì chúng ta đây là bức tranh số 1 đây. Chúng ta vào format. Chúng ta chọn position. Đây là trên giữa. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta phải xem lại sao đúng là so với lề không. Đúng rồi. Đây là giữa này, trên so với lề. Ok. Task số 2. Chèn hình ảnh kiểu hớt. Đấy, kiểu hớt vào đầu trang. Đây là trang giấy thì chúng ta cứ đứng ở bất kỳ. Chúng ta phải insert, chọn shape. Này. Tìm biểu tượng. À, cái hình shape là hớt. Chúng ta đánh cái chữ hớt vào. Đấy, sau đó chúng ta phải căn chỉnh nó là gì? À, căn chỉnh cái hình đó ở giữa của trang. Thì đây chúng ta vào đây ta chọn là giữa so với cả chiều ngang chiều dọc. Thế nhưng mà đây người ta bảo của trang, cho nên ta vào ta xem cái chi tiết này người ta có lập ở trang không. Nếu như này thì chúng ta phải sửa lại, bởi vì so với trang chứ không phải so với lề. Task số 3. Áp dụng cái hiệu ứng fill gray cho cái bức tranh trên trang số 2. Đây là bức tranh trang số 2. Chúng ta vào format, chúng ta chọn Artistic Effect. Ta đi tìm. Nó chỉ trong cái khoảng này thôi. Rồi. Task số 4. Thay đổi là trang sang kiểu wide. Thì cái này quá dễ rồi. Chúng ta vào layout, chọn margin, chọn wide. Đấy, này giấy này nó hẹp đi. Task số 5. Trong cái bảng đầu tiên, hiệu chỉnh chiều cao của dòng sao cho tất cả các dòng đều có cái độ cao giống nhau. Đây chính là cái bảng đầu tiên này. Có mấy bảng thì đây là bảng đầu tiên. Chúng ta vào tab layout của cái nhóm table tool. Vì chiều cao giống nhau nên chúng ta phải chọn distribute row. Đấy, chúng ta thấy là các cái dòng có chiều cao giống nhau. Task số 6 là sao chép cái đoạn văn bản có cái tiêu đề. Để sao chép cái tiêu đề này, Building with Heart. Đấy, copy này. Bởi vì người ta bảo là vào cuối nhưng mà không được xóa cái gốc, chúng ta chọn copy chứ không được chọn cắt. Còn nếu người ta bảo di chuyển, đặt ở cuối tài liệu, đấy ta kích chuột phải, ta chọn là keep text only. Task số 7, chèn một cái grid quất vào dưới giữa của trang số 2 và chèn nội dung là Hausa Waste Recycling Center. Thì ta đứng đây ta vào insert, ta chọn textbook, ta chọn cái kiểu đây grip quất. Ta gõ cái chữ how survey recycling center.
Rồi bây giờ chúng ta phải cho nó là ra giữa và dưới so với trang. Ta đã xong cái task số 7. Rồi ta sẽ tên là task cuối cùng của project số 13. Rồi chúng ta sẽ đánh giá. Ồ, chúng ta đã hoàn thành đúng. Chúc các bạn thành công. Mời các bạn theo dõi các video tiếp theo của các cái project khác.